cái móc mặt về nhà mình trồng nhỉ? Đây được cây cành không dòng được, xin mời cả nhà nhé. Mỗi cây cây có 5.000 cây mà ăn mấy được rồi, mới gọi không có thì ui giời, chợ không thấy nữa, lòng muốn dạy cái này mới luôn thì chứa đi. Cứ bảo tôi mà đổ bao nhiêu chả uống đi, chanh với muối vẫn ngon. Mời mọi người vào mắt, mời mọi người nhá, uống từ đây nặng đây à. Mắm khắm lắm chị. Chanh đấy à? Chanh là cô hãm đấy. Mời cả nhà nhá. Cả nhà. Quá chuẩn luôn, đông chuẩn đét. Y như thạch ấy nhỉ. Được. Cô này hãm cái chanh này quá chuẩn luôn. Quá ngon. Ngon. Đấy. Ngon đấy. Nghe Toàn à, xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình lại làm cái món gọi là thịt ngan. Hôm nay nhà có 3 con ngan, mình nuôi mấy con ngan hôm nay thịt hết luôn mọi người ạ. Gọi tất cả anh em với cả các cháu đến là thưởng thức. Hôm nay mình sẽ quay cái trang trại nuôi ngan của mình nhá. Hôm nay mình sẽ thịt con này và hai con này. Đây là ba con. Đấy, trong đây nhà mình nuôi rất nhiều gà, qué các thứ ấy, mọi người ạ. Gà thích ăn thì thịt thôi, cái thỏ nhá. Thỏ kìa. Đấy, thích là ăn là thịt thôi chứ không phải là mình phải mua mọi người ạ. Gà rất nhiều, gà nuôi to rồi. Đấy, trong đấy mình nuôi gà đấy các mọi người ạ. Ở trên đây là chim này, đấy cả chim này, đủ hết. Đấy, đấy mọi người bảo đây là cái trang trại của mình nhá. Nhiều người cứ bảo là đây là cái nhà nhà nhưng mà mình nuôi vịt nuôi ngan nhá các bạn nhá. Đấy, nuôi cả chó này. Con là con dồn nhá. Vịt kia đấy, con vịt kia là con đấy là con mic. Đấy, hai con to này, bác biển bác cái cho này. Đấy, bây giờ nó rơi vào tầm độ khoảng trên 40 cân này. To vật vã ngoan lắm. Đấy, nó ở trong đây nó trông gọi là không cho những cái con kia nó bén bảng ra ngoài. Đấy mọi người ạ. Đây cái này là muối này, đây là muối hột đấy. Muối hột này là không phải là muối iốt hay muối gì đâu. Muối hột luôn nhá. Mình hãm cái này là tỷ lệ tí nữa mình chia sẻ sau nhá. Và đây là chanh. Đấy, mình hãm ra thành hai loại. Đấy mình hãm để đánh mấy bát tí canh đấy là. Nói chung thì con vịt con ngan là phải có bát tí canh mọi người ạ. Ở quê là như vậy. Đấy, mọi người xem thì thích hãm bằng chanh hay hãm bằng muối thì cứ thế làm theo nhá. Đơn giản thôi. Lúc cho nó đi chơi là mình pha chế nhá mọi người nhá. Như Toàn đấy cho muối trước nhá, xong rồi tí nữa mình sẽ hãm bằng cái chanh sau nhá. Đấy mọi người cho được một thìa này. Một này muối này. Nói chung là vào một thìa mọi người. Đơn giản thôi. Nước này. Đừng môi nước này. Mình cho vào hai môi nước nhé mọi người nhé. Đấy. Cho vào hai môi. Trên hai môi một tí. Còn hai môi thôi. Hai nếu đầy thì hai môi. Cái này mình cứ khóa ra. Quấy cho nó tan hết ra nhé mọi người nhé. Xong rồi chắt lên cái cận đi. Đấy. Tỷ lệ muối đã xong nhé mọi người nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ lại chơi cái loại tỷ lệ mắm năm ngư nhá. Hôm nay mình sẽ làm 3 loại nhá để cho mọi người xem. À, mọi người cứ thế mà làm theo nhá. Mắm thì mình cứ cho được khoảng một mắm này, hai nước nhá. Cũng như là muối thôi. Đấy, cũng một mắm hai nước. Cũng như là muối mọi người nhá. Đây là mắm năm ngư. Năm ngư đẹp nhất này. Đấy, đây là muối. Còn đây là chanh. Chanh này mình để cho cô Khuyên thể hiện nhá. Đây là cô Khuyên. Chào cả nhà nhá. Đấy, còn là chanh này để cho cô thể hiện. Gặp nhau gọi là cuối tuần. Hôm nay mình lại hãm tích canh chanh với cả ngan này. Đấy. Nắng là xong à? Vâng. Đấy, nắng là xong mọi người nhá. Nắng đều bát các bạn ạ. Nắng đều bát là xong.
đây là bí quyết riêng của gọi là cô khuyên nhá. Đấy, của cô là bí quyết riêng đấy mọi người. Đấy, cứ láng đều bát mọi người. Láng vào ba bát đánh vào, ăn vào ba bát. Ba bát nó thoải mái. Và một bát muối và một bát mắm. Đấy, mình chơi hôm nay chơi ba loại luôn. Đấy, để cho mọi người xem, chỉ là để cho mọi người xem thôi chứ còn ăn thì mấy đâu. Mình hãm nguyên chanh cũng được mà. Chỉ là để cho gọi là mọi người xem, những người là chưa biết làm thì thế thôi. Còn những người biết làm rồi thì xem thì thông cảm thì gọi là theo dõi nhá. Đấy, vậy là bây giờ đi cắt vào nhá. Đấy, lãng xong rồi đấy, bây giờ mình sẽ cắt vào nhá mọi người nhá. Nhưng mà trong lúc cắt vào mình sẽ tránh đi, bây giờ là mình không quay cái cảnh cắt nữa. Đây mình đã, đây là mình, cái này bằng chanh nhá mọi người nhá. Mai ơi, chanh là xong rồi này. Xôi chưa? Đây là mắm này. Đấy, còn bát muối nữa. Đây là mình hãm muối này. Đây là mình hãm mắm này. Còn đây là chanh nhá, ba bát này là chanh. Đấy, còn kia là tiết đậu. Đấy. Đấy, cô Hoa đang làm rau. Cô Quyền vừa đi hãm với cả Lê Toàn. Còn chờ các chú đến nữa thôi. Đây là cô Cảnh, đấy, đang ngồi chơi điện thoại. Kìa cái ớt to nhà mình đấy mọi người ạ. Đây là cái chanh này. Cái chanh này thì ăn thịt gà thì cái này cho vào này. Đây là hồng. Hồng mấy loại luôn này, các bạn. Đấy, cái vườn hồng nhỏ nhỏ rất là đẹp. Cái này cổ cánh này, tí lấu măng này mọi người. Còn kia thịt thì làm cái món sao chao. Chao lắm không mật. Đây là bếp củi, mình đun củi nhá mọi người nhá. Nhà mình rất nhiều củi này. Đấy, có cái bếp than thì không đun, mình đun củi. Củi cho nó ăn cho nó chuẩn luôn này. Đấy, đang đây là mình cho vào là luộc nhá. Luộc thì đánh mấy bát tiết canh. Cái này là tí nữa gói nem, nem giò đấy mọi người. Đây là lá mông mật này mọi người. Mông mật này tí nữa làm cái món thịt chao. Giờ mới đến này. Nhanh nhanh lên, đánh tiết canh sắp xong đến nơi rồi. Là mà là mờ, cứ từ sáng bây giờ. Đấy, cả đầu bếp Hải. Tiếp cái món gì đây? Thì hôm nay là cái món gọi là thịt ngan. Thịt ngan à? Cái món thịt ngan nhưng mà đánh tiết canh. Chào cả nhà nhá. Vẫn là cái khoái cái tiết canh. Đầu này mà cứ ấp chồng mày kiếp qua. Suốt từ sáng đi đâu giờ mới về ngồi hút thuốc nào? Đâu cái rồi? Vừa vậy. Đấy, lên toàn là lấy cả lá chanh rồi cho đủ vị nhá mọi người nhá. Đấy, cho một ít lá chanh vào. Các loại vị rau hoa quả, à rau cỏ luôn. Đây là rau. Đầu bếp Hải băm bổi. Đầu bếp Hải băm bổi chiên bổi. Xuân chất tiết. Chứ không, chú hót à quên. Chú hót đi. Chú lấy chú gạt. Đi. Chú múc ra rồi, múc rồi. Chắc. Hello, chào đại gia đình. Đây là Lê Quyền. Bây giờ mới đến. Gừng hành. Gừng hành. Cho lá rau thơm các loại. Tôi thích bát mắm trước đi. Mắm. Mắm thì cái này cũng một lớp một tiết con thế thôi. Được rồi. Mình tùy theo mình. Cái này cho anh cho mình tí rồi. Được rồi, cứ cho vào thôi. Từng lấy nước, từng lấy tiết là được. Tôi cho muối vào đây không? Không. Ở đây có mắm rồi. Mặn rồi. Mắm nó phải cho mình chín. Cho mình chín, cho mình chín rồi. Đấy. Máy rồi chuẩn tết, kể thêm tí nước nữa vẫn được mà ok mà, ngoánh như chuẩn, múc cho đều, quá chuẩn luôn. Đây là mắm, thế múc con trâu đi à, chứ là, múc con trâu đi à, cứ chặt đi đã, báo biển lên lấy đĩa ra,
chặt chặt ra đĩa ba bịn ba đĩa ba mâm đấy hai bát mắm là mình đánh cho hai bát mọi người nhé, mỗi loại hai bát. Muối này chú đánh làm như nào cho ra ba bát, ba bát muối để muối nó đặc đặc tiết. Đó, thêm thôi vừa thôi rồi ok ba phát ba bát nhá, ba bát muối cho ba bát. Cháu biết là rồi, cháu đi làm đêm suốt cháu biết không biết. Quá đẹp. Ông còn chanh này cháu hai bát. Cháu là cháu hay say. Kể là chú cho ba bát được mà, ba bát thoải mái, ba cứ cho thoải mái đi. Hết thoải mái. Hàm muối bây giờ nó vẫn tiết, nó vẫn đặc, đặc tiết. Chanh, đây là hàm, đây là đánh chanh nha mọi người nhé. Chanh là mình phải đánh bằng cho muối vào, vì vô dĩ nó là chanh rồi. Đây, cái này cũng đánh vào một nước một tiết mọi người. Cái này mình đánh vào hai bát, chanh rồi cho vào hai bát. Chanh. Căn hết rồi, chanh là hai bát, muối là ba bát và mắm là hai bát đấy. Tỷ lệ quá chuẩn luôn đấy, chuẩn đét được, quá đẹp, vừa khít chuẩn thế, nhìn đẹp thật đấy. Xong rồi mọi người ạ, bây giờ chờ nó một chút là đông rồi. Mời mọi người thưởng thức nhá. Này thì ngan đã băm xong rồi này. Đây, cháu gái đang rán lem, lem giò, rất khéo tay. Đây, đã xong mọi người ạ. 2, 4, 6, 7 bát, 7 bát tiết. Đấy đã xong rồi mọi người ạ. Vào 7 bát. Mình hôm nay mình hãm vào 3 loại: chanh và mắm và muối. Đấy. Đây là 2 bát chanh này. Còn đây là 3 bát muối này. Còn đây là 2 bát mắm này. Đều đông hết rồi mọi người ạ. Đấy đông hết rồi. Đấy đông hết rồi. Chuẩn hết rồi. Quá đông luôn. Đấy, chuẩn bị mời mọi người thưởng thức của Nguyễn Lê Toàn nhá. Bác mặc quần đùi nội ruộng ra ngoài đấy đánh. Ăn hổ luôn này. Đấy. Cái này đang trao với cả nắm ốc mật. Đấy, múc lên là triển khai luôn để ăn này. Nóng hổi quen và thổi luôn. Đấy, quá chuẩn luôn. Đó, bắt đầu vào anh em vào chiến đấu. Ôi, xuống đây các chú ơi. Xuống dưới đây. Cảnh mang cái này ra cho các cô đấy, ở đông đặc luôn này. Đây là mà một bát muối này mang sang này. Và đây một bát mắm mang sang. Đấy. Hai bát. Còn đây để bác ăn bát mắm này. Còn là muối đây, hai bát muối, hai bát chanh. Có muối chanh nha nhá. Để riêng. Hai bên này là mâm số lên số của bác Việt em rồi. Số Việt mua được số thì đem vào. Rồi anh nói tiếng Anh bà rót rượu này. Anh già nhất anh phải rót rượu cho các chú các cháu. Ai già rồi nói như thế. Nhưng mà hôm nay anh uống nước ngọc thôi cho anh tha. Chiều nay đi bắt chuột đi. Ê, cô đang bảo chiều bắt chuột đi. Cứ rượu thế này bắt làm sao được chuột thế này. Cái ngàn đấy. Nào kem lên các con. Cứ sức khỏe cái nào. Cứ cái ngàn cứ xuân cứ đoán nhá. Mời Bác Việt làm có xa. Kem khi thế cái. Mời cả nhà yêu nhá. Đấy. Mời cả nhà nhá. Xin chào là 500 anh em. Mời cả nhà. Nhớ đăng ký cho kênh chú ý. Còn chén mới cơ mà. Nhưng mà như chén mới mà. Chén được mà ngon. Có chén mới đấy. Nhìn nhìn. Đâu, dán ra thử thuốc. Thế nào ông? Hết chưa? Mua thùng. Kem.
Ghen rồi, uống đây. Hết chưa? Bác uống rượu gì đây? Rượu trắng, anh uống rượu Hà Tây. Rượu Hà Tây. Hà Tây uống đây. Hết luôn. Ui dồi, rượu Tây lặng lắm. Được. Cái này thì quay nám bóng mật như bác vẫn thích cay cay cho bác một chấm này. Rồi thôi ông xít này ông còn cứ dìm luôn nữa. Rồi đấy, ngon đấy. Thôi cay. Thôi cay anh đi. Chú nào ăn thế này. Này, cả nhà đây là thịt quay nám bóng mật quá chuẩn luôn. Ui giời. Ngon. Ừ, quay tới tầm vừa. Vừa có khi hôm nào làm cái món này ngon nhỉ. Làm nguyên món này. Mấy đứa em này hôm nay chồng này nó làm lên cơ rồi. Cơ đấy. Ngon nhá, mời cả nhà. Ông chất mặn quá. Ngon. Bỏ cái đĩa giá này. Ừ. Rồi. Quá đỉnh cao. Ngon. Ngon thật đấy. Quyền nó đưa cái đĩa giá. Cái Lê Hân này chơi gói cái kiểu à, đúng ăn thịt quay giá rau sống là chuẩn đấy. Rau sống. Đúng bài như kiểu thịt nướng. Đúng bài đấy nhỉ. Em đang bận anh biển là có cho một chuyến nào. À, có cho một chuyến à? Có biển mà có. Được ngay rồi. Chủ nghĩa khôn thế nhỉ. Rau thơm chuối trước là đủ vậy. Hình như chú thẻ nữa cho xem có đốm không. Được hai. Rau thơm các kiểu con là được, rất là chú nghĩa nhá. Quá chuẩn. À được rồi. Chú đốm lưỡi hơn anh rồi đấy. Ngon. Trên này trời ớt rồi, húng đi qua đi. Trên này trời ớt. Nhá mắc mật nữa này. Đó sao nhé, anh bảo là chồng này anh sao lại hay ngốc ngò nó à, nhẹ quá. À đây à. Và làm cái giá này nó mới tối nó mới... Em không bảo thế á. Ừ, là vấn đề kiểu lớn của khoai rồi. Cháu thế nào ở nhà ăn nhậu bụng mày vẹt cái bụng lên xem nào. Cháu lại đi câu nhưng mà cần nó mất. Phải uống cái rượu thôi. Tôi tới rồi. Cho xem cần nó như nào. Thế ăn cái nhỉ? Mang khoai sang xóm nước. Hồng thế, Hồng thế nói xỏ mày đó. Tôi chuyển chủ đề khác đi. À, keng à? Keng. Chăm nhá. Châu. À châu gì cần cầm bì rồi bác Hồng cầm thoáng. Hết à? Hết đi. Chú nghĩa vô, chú nghĩa thuốc có quyền vô. Mời cả nhà nhá. Dâng ra trà xanh. Bánh mà dâng ra trà xanh. Hết à? À chú hết rồi. Hết nhá. Hết anh ạ. Sơn nhà như nào kìa? Hết. Hết. Một người. Hết thì thằng chú gì? Úi giời ơi. Xíu nữa ta đi. Chú rồi, uống là hết đi. Hết rồi. Chú này ta đi à? Ui giời ơi, chú bóp rồi tay anh yếu, anh già nó yếu. Ui giời ơi. Quên mật khẩu. À, thông cảm cho Lê Quyền này, Lê Quyền chiều đi cúc chuột. Đi cúc chuột, đúng rồi. Đấy là Lê Quyền không uống được. Uống tới. Bình thường nha là Lê Quyền không khỏe. Cái này được, chứ là cầu Lê Quyền không uống được. Hay là phải dắt mấy chục chén. Là 10 nha, nha 10 nha. 2 chục chén thôi, anh còn chiều đi làm. Câu này giống bóc biển ghê, dần giống bóc biển ghê, uống 1-2 chục chén cũng chơi. Cái ăn, được chưa? Thôi, suốt không uống thì thôi, thì cái gì ăn vừa giá thôi. Có cái tí giá, cái bốc để ăn, thì ăn nhiều rau răm vào. Ăn nhiều có cần. Ui giời ơi, sướng đời ta đi ăn mạnh là lại, suốt chứ lại cái toàn cái uống cái cháo là cái làm vào mồm. Lâu anh em con cháu không gặp nhau. Dâm gian trẻ xanh. Lâu là lâu mới đối anh em là mình là một tuần không gặp nhau một lần là nghe khó chịu. Cháu phải ta thử với quê nhà thông cảm. Thì việc quê nhà nhà lui rồi chú Toàn nhỉ. Đúng rồi, quê nhà đây nhà lui. Rất chìa ngon. Ô, tên bên kia chưa có à? Nhớ rồi. Đúng không? Ngon nhỉ. Nhà lui lấy mà à nhà lui được. Cuốn nhanh thì không hết chưa? Cương cũng đầy. Đúng rồi. Món này mà cuốn nhanh mà không có hết này. Đấy. Mới mâm hai đĩa mà vẫn đang gọi tiếp này là mâm mà phải cần phải ăn nhanh vào. Không ăn là hết, các cô ăn chưa, hết. Chưa có được chưa đâu. Được bắt được. Ô. Ra vào bắt cháu chưa bác ạ? Thế thôi. Cháu rất quản này anh vẫn để là để bạn nào. Ê. Này mà cũng chưa hết mẹ tiền. Ăn rồi. Chưa khỏe. Ngon. Lô. Có chuẩn nhỉ. Đó. Làm gì? Món quay này nó bắt mặt rồi quấn cho. Quấn ăn. Lấy đồ á. Nó ngon đấy. Ngon. Ngon làm gì?
một tay. Hôm nay có món mới các bạn này. Để mới à? Đây, mới món này phải gõ là phải rơi. Bùng rồi này. Ném trước đấy. Hôm nay mua hơi nhiều. Đổ mẹ gõ cái rượu đổ mang với chân rượu rồi đấy. Này. Hôm nay bộ chìa mới nhá. Thoải mái đi. Kiện ông em hôm nay ông em mua được bộ chìa mới đẹp đấy. Mấy chục chiếc này. Chặn à? Chặn luôn. Đấy. Thoải mái. Chú Hân chú phá luôn cái bát này. Chị Viu trước đây. Tiết đấy cho nó mát mẻ là người. Không, món này từ lâu quá. Suốt từ lúc đầu đến giờ chờ mãi. Chỉ hóng rồi. Đây phải phá cái nào này. Bát chanh. Thôi từ thường là chả biết thế nào mà trước khi là phá với bát tí cành ấy là xin phép mời các chú đấy. Đấy, chú kèng phá. Chú kèng khí thế. Chú kèng đấy. Kèng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tự uống thôi. Chú Xuân chú ra cái nồi chó chết này khó chịu giác này cần gì nữa. Cứ ba tiết là phải không nào chúng ta tình cắt cái móc mặt về nhà mình trồng nhỉ. Đây được cây cành không dòng được. Xin mời cả nhà nhé. Nói một cây cây có 5.000 cây mà ăn mấy được rồi, lúc gọi không có thì ui giời chợ không điêu phải phiên chợ ấy. Ừ cây bán rất rẻ, chất lượng của cháu không nói nên lời, quá ngon quá ngọt và quá tuyệt vời. Trời cứ toàn ngồi xem đến nơi biển chành. Chanh ơi, chanh ơi, một lửa đi, xong để xong lửa. Ôi trời ơi, Nghĩa đưa, Nghĩa ta mới viên nạc đó nghe. Thôi, ăn đi. Ướt rồi mạnh lên mà sao mà. Ướt Nghĩa ăn sâu cho cả nhà nha. Ngãi đi, lòng cũng dạng. Thôi, cái nào luôn đi, chứa đi. Cứ bảo thôi mà, đổ bao nhiêu ra chẳng đúng nào. Ôm muối vừa vặn. Muối vừa vặn. Ngọt. Vừa vặn hơn là chanh. Chất lượng. Chất lượng. Hôm nay thằng nào đánh? Đến. Xuân đi hỏi rồi. Hỏi xem thế thôi. Đây đây là mình hôm nay ăn bắt tiết canh há muối nhá. Đúng rồi. Bổ gan vừa vặn luôn. Cạch cạch quá cạch quá. À cạch quá. Cạch hãm hãm vậy. Rồi bạn hãm mới tiết hãm. Tình quả đeo hai vòng rồi. Vòng kia là vòng cái bánh cuốn. Ngon. Vòng bé này bánh cuốn nhỉ. Nó muối được. Muối quá được chuẩn. Được. Lần sau thế nhỉ? Lần sau cũng muối rồi. Nếu hãm muối được muối được. Được rồi. Nhưng anh không hãm được muối này phải chịu. Bố thì là cái với cháu Hải nó muốn là nó kẹt cái gì đó ngoài rồi. Chú toàn sợ cái chú tự chú kẹt thì toàn khôn với đấy. Sống với ma nhiều cái tự khôn ra ngay tự cầm chạm đây. Ba của bà. Như đây là mắm. À, đâu rồi. Đấy, bác vừa muối với em mắm. Đúng sở trường. Hôm nay chú Toàn chú đánh nắm loại nhưng mà mắm thì có chú Toàn chú ăn. Thì hôm nay đánh mình phải ăn. Làm phải ăn đấy. Còn chú Toàn còn không ngon. Còn không ai động cạnh chú. Chanh với muối vẫn ngon. Mời vào mắt. Mời mọi người nha. Uống. Từ đây nặng đây à. Mắm khắm 5 triệu rồi. Ngon à. Thơm thơm mùi mắm. Hãm thì buộc phải ăn thôi. Cái sao được. Hôm nay chúng đánh cái canh này chơi ba kiểu. Ba kiểu nhưng mà mắm này công nhận cũng ngon. Mình ăn nó có mùi mặn mặn thơm thơm. Thơm cái gì? Mắm ngư. Nó mặn lên. Ớt quên. Ớt vào. Mà ăn quá quên ớt. Nằm đi nữa. Nãy em phải ăn ba bát. Hôm nào cứ hãm nước mắm mà ăn một mình. Ớt của bà nó cay nhỉ. Cái muối đấy. Tuyệt vời mà trời. Đấy, muối đấy. Ngon đấy cả nhà. Còn chanh là tí là chú Xuân chú làm view xong. Đấy, ngon. Tuyệt vời mà trời. Công nhận là ngon. Đỏ hoa rực rỡ. Rực rỡ luôn nhỉ. Nâng lên rực rỡ. Ui giời. Ui giời. Xin đợi ta điền. Đúng là tí cành ngàn nó mát. Quá tuyệt vời mà. Hẳn nó mát nhỉ, ngấm. Được. Là sao có thế? Không ngon. Cứ thế phát huy nhỉ? Em mới bác mở kèn cái xong là bác làm view cái miếng gọi là huyền thoại. Tiết canh ngàn. Xứng đời ta đi à? Xứng đời ta đi à? Muối. Đấy, em mắm. Em mắm bác muối. Thế có cần chanh hay tớ đó, húng được bà đi. Có. Đấy, em mắm và bác muối. Cứ thế rồi. Ớt rồi.
Đấy, mình hãm ba loại là nó là ba khẩu vị luôn. Mỗi người một sở thường. Ai thích ăn cái loại gì thì ăn ở đấy. Mình là cứ thích mắm. Hay bác Biển là thích, thích muối. Đấy. Muối và chanh. Muối và chanh. Úi giời ơi, quá đỉnh cao. Này, ngon. Được. Đúng là được gọi là ngan, bác phát biểu con ngan ở nhà nhà nuôi như thế nào. Bao giờ là thế, nó không đóng cỏ bà nuôi toàn cơm nguội thừa là thế. Đấy. Đấy là ngan này, ngan của bà nuôi, bà nuôi thì để cho con cháu ăn, kể cả gà qué các kiểu. Phát ra rồi, đây là lại bây giờ. Đấy, cả nhà cứ biết là Xuân đấy. Có tạm dừng cho. Về hết đi. Nào kể cái nào để cho Xuân cứ phá cái bát tiết nó hấp dẫn. Thôi đã ấn lúc đó là dừng. Phá à? Phá à? Phá thế nào? Chưa phá à? Mày chỉ thằng hoại rồi, tao biết ngay mà. Hãy tiểu hoài tao nói có sai rồi. Hết đi. À. Được. Nó phá hại có nghĩa là tao bảo rồi, đừng cho nó nói cẩn thận vào. Động vào, nó động vào nó phá hại ngay. Mất bao nhiêu công sức. Dài. Dài ngon. Đang đợi nó kém nhỉ. Nó đừng có nói rằng nó kém. Nói không biết xấu hổ. Bây giờ ông nào lấy thịt phải bảo chú Xuân thổi gió. Đổ tại cho răng nợ kém. Món này ngon được. Món này ngon được. Mà sao chuẩn đấy. Bên kia mong mấy rồi. Ô cháu nó ăn. Ngó này hôm nay là cái ngó của cô Hoa Trao à. Hết sạch nhỉ. Đầy gà vì cái nem thấy cái với nó này xôn xao ghê. Ôi anh chú này ăn nhiều ăn ít đi thôi đừng đùa. Đã được miếng nào đâu? Mà ở nhà rồi, cái chưa miếng nào đâu bạn. Miếng được một miếng review. Thật là mà ở nhà chơi thì ăn rau thôi. Người đi làm người ta ăn thịt. Thế thì ăn rau thì hết à? Thế. Cái món này ngon nhỉ? Ngon, nó lại ăn được. Cháy luôn á. Nói chung đi. Nói đi mà nói lại thì anh em mình làm bữa review chuột đi. Thế nữa. Mai đi làm rồi, mai đi Thanh Hóa rồi. Được. Làm những chuột đi. Ai đào được. Đây rồi, đây có hai cầu thủ rồi. Ông đây hai, chị. Hai cầu thủ sách cổ. Đây đúng hai cầu thủ đây đào. Mình tự mình làm view nốt miếng ngon quá mọi người ạ. Ăn kèm miếng gan vào quá tuyệt vời. Thế chị nào chứ bây giờ? Quá chuẩn luôn. Đây là mắm, hạ mắm là chuẩn. Nào? Ba loại của nó hôm nay không thể chê được vào đâu nữa rồi. Mời cả nhà này. Ngon tuyệt vời luôn này. Và đi lính là đấy là đấy. Dì khuyên chứ lấy chồng à? Có đấy hả? Con này bị điên rồi. Con lấy chồng mà có con này. Ngon đấy. Có thơm mầm. À, khuyên là cái hiên mà là chú lấy chồng. À, khuyên mất canh. Mà ăn quá. Chanh kiếc vào nó thủ tục. Chuẩn. Chuẩn vị. Chú lấy chồng. Ăn cả hạt luôn cho nó có vị đắng cay. Rồm. Không như lúc ăn quay lên đó. Chanh. Hôm nay mày gì? Không biết. Ừ. Bắt lại cái chanh này. Vẽ hết rồi. Hết. Bỏ lên cho cô ăn. Hết nha. Ngon. Ừ. Xong. Nào, đĩa giá. Mình ăn đĩa giá cho nó khỏe. Cầu này rượu chè. Ăn giá vào là đêm ngủ là ngóc nhiều lắm. Rượu chè nhiều. Nam giới chắc là nói cái ai cũng hiểu. Rượu chè nhiều là nó không ngóc được nữa. Phải ăn nhiều giá mà. Ăn giá thì không cần gãy đâu. Tự lên. Ngon. Giá xào với thịt. Đánh đẳng cấp ngon quá. Quá chuẩn. Ngon quá. Được. Được. Được vợ ông mà chọn. Mình ăn uống còn chưa đi tập 2. Dám anh. Top này lẫn thịt. Cá ngon. Ngon. Chú ăn là chú ăn ít giá thôi. Vợ con chưa đấy ăn giá nhiều quá. Giá nhiều quá. Nó phí giá. Phí giá. Chú ăn thật nhiều rau mà. Ăn nhiều rau mà. Chú đừng ăn giá, chú ăn dở. Hết đi bác. Hết à? Hết đi. Cứ hết thế này. Chết anh. Thôi hết đi. Sảy lắm. Hết đi. Thế bác Biển cầm bì nhá. À, bác Biển cầm bì trong điện thoại. Đối thanh niên sáng cụ đi rượu vào. Khó lắm. Bây giờ ăn xong rồi bảo giải tán là hỏng. Bây giờ ăn xong cái là phải nhổm dậy đi luôn. Cái gì? Phải đi ngay. Nhanh không kịp.
Thế mà ông đi ngủ. Bát chanh mà cô. Đây là cái tiết đây là chanh, cái món chanh này là cô thể hiện đấy. Đây là tiết chanh đấy à? Chanh là cô hãm đấy. Mời cả nhà nhá. Cả nhà. Quá chuẩn luôn, đông chuẩn đét. Y như thạch ấy nhỉ. Được. Cô này hãm cái chanh này quá chuẩn luôn. Quá ngon. Ngon. Đấy. Đấy. Hôm nay cô hãm cái này ăn được. À, cô có gừng nữa không á? Gừng cả hành nữa. Đấy. Các bạn ơi ngon chưa? Bây giờ nốt xinh được. Quá ngon luôn. Đã uống để hết đi. Đi đâu. Như thạch luôn các bạn. Ngon lắm. Quá ngon. Đấy là rau thế nhá. Là rau cô cứ hãm chanh như thế để anh hãm muối. Mời chào cả nhà cái chân này nhỉ. Chào các bạn nhá. Đấy, chào các bạn. Các bạn video lần sau. Đấy. Chào các bạn này. Các biệt ạ. Không còn miếng nào tuyệt vời rồi. Mỡ thì thưa đầy nha. Ngon bạc. Ngon bạc. Mời cả nhà nhá. Thưa phơi lắm. Cháu có khuyên đi cầm túi. Nói là làm. Cháu có khuyên đi cầm túi. Khuyên đi cầm túi. Xuyên cầm túi. Hello, xin chào cả nhà nhá. À, video mình quay có thời lượng mọi người ạ. Đấy, hẹn mọi người sang clip tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ cho anh em mình nhá, để mình ra được những clip tốt hơn. Hẹn cả nhà đến sau nhá, yêu cả nhà rất nhiều. Chào cả nhà. Yêu cả nhà rất nhiều nha. Yêu cả nhà rất nhiều, cả nhà cũng yêu anh em rất nhiều. Đấy, thank you mọi người.